giảm 84, đảng bộ thị xã Tân Mỹ viên chức đại diện thanh thị xã giải nhì hội thi cấp thị xã. Tham dự hội thi hôm nay tôi xin trình bày chủ đề xây dựng chính quyền điện tử, những điều đột phá của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ mới. Và bây giờ phần giới thiệu của tôi sẽ được phép bắt đầu. Kính thưa các đồng chí, ngày nay công nghệ thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, bởi vì nó rút ngắn những khoảng cách vị trí địa lý cũng như là cái rào cản văn hóa của các nước trên thế giới. Cùng với đó thì việc sử dụng đắc lực chính phủ điện tử là sẽ góp phần để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cho phát triển văn hóa giáo dục của các nước trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. Và ngày nay thì công nghệ thông tin cái việc mà sử dụng chính quyền điện tử là một cái xu thế tất yếu, là cái nhiệm vụ trọng yếu và mang tính quyết định mà hầu như các quốc gia, các chính phủ nào trên thế giới đều thực hiện. Bởi vì khi mà xây dựng chính phủ điện tử thì sẽ giúp cho người dân tăng tính tương tác và tăng tính minh bạch của chính phủ và tạo được sự đồng thuận của xã hội, và đặc biệt là người dân có thể là giám sát và theo dõi được quá trình của chính phủ hoạt động như thế nào. Từ đó thì làm cho người dân là tạo được sự đồng thuận của người dân với chính phủ, và từ đó thì thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thì cùng với cái dòng chảy, cái xu thế chung đó hiện nay thì xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam cũng là một yêu cầu tất yếu, là khâu đột phá trong chỉ đạo điều hành và phục vụ nhân dân. Còn tại tỉnh Hậu Giang trong những năm qua thì công tác cải cách hành chính nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng cũng đã được tỉnh quan tâm thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Có thể thấy là các hoạt động như là cải cách thể chế hay là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa là hành chính hay là cải cách tài chính công đều đã phát huy được cái hiệu quả. Trong đó thì công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và cơ chế xây dựng chính quyền điện tử thì từ đó đã làm cho nền hành chính ngày càng trở nên minh bạch, dân chủ. Có nghĩa là khi mà xây dựng cái mô hình này thì các thủ tục, các cái quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân đã được cắt giảm, bớt bỏ, và từ đó sẽ giúp cho người dân là tiết kiệm được cái chi phí và thời gian khi mà đến cơ quan công quyền để mà thực hiện thủ tục hành chính. Và từ đó thì làm cho nền hành chính ngày càng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và tạo điều kiện để thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh. Kính thưa các đồng chí, nhận thức rõ về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của những ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội, thì nghị quyết hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ thứ 3 đó là thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn kết xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, gắn kết xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ bước vào năm 2021 thì Hậu Giang đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Và phần trình bày của tôi sẽ giúp cho các đồng chí hiểu rõ hơn. Kính thưa các đồng chí, việc xây dựng chính phủ điện tử ở trung ương và chính quyền điện tử ở địa phương là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta từ nhiều năm qua. Còn đây thì nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách thực hiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay là nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 đều đặt ra cái mục tiêu nhiệm vụ là phải xây dựng chính quyền điện tử. Ở tỉnh Hậu Giang, vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 25 thông qua đề án chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu của đề án đề ra là đổi mới căn bản toàn diện hoạt động của các cơ quan, đơn vị và địa phương, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn nhân dân trên địa bàn tỉnh. Còn năm đến năm 2030 thì tỉnh Hậu Giang chúng ta sẽ có cái nền kinh tế phát triển khá trong khu vực Tây Nam Bộ. Và bước vào năm 2021
thì Hậu Giang bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và nghị quyết số 03 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Trong đó thì nghị quyết số 02 đề ra các cái mục tiêu phải đạt được trong cái thời gian này, đó là 100% dịch vụ công được đưa lên trực tuyến mức độ 3-4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc của cấp huyện và 60% hồ sơ công việc của cấp xã thì sẽ được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội để phục vụ cho sự điều hành của chủ tịch ban nhân tỉnh thì phải được thực hiện thông qua hệ thống báo cáo của tỉnh. Kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Một lần khai báo trọn đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra thì nghị quyết còn hướng đến mục tiêu là phát triển xã hội số và cụ thể mạng đất số. Theo đó sẽ có hạ tầng mạng quan trọng cấp quan phủ trên 90% hộ gia đình và 100% xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được phủ sóng 5G trong năm nay. Hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ và tích hợp để phục vụ công tác quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Và tỉnh cũng sẽ xây dựng một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực như là về nông nghiệp, giáo dục, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, y tế, du lịch. Tỉnh sẽ quan tâm đầu tiên về cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin để mà có thể phục vụ cho việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ mới và triển khai xây dựng là thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh có tiêu biểu nhất trong các khu vực Tây Nam Bộ. Kính thưa các đồng chí, tại sao mà Hậu Giang lại lựa chọn các chìa khóa phát triển là xây dựng chính quyền điện tử để mà phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới? Bởi vì Hậu Giang là tỉnh sinh sau đẻ muộn, đó là như thế là tỉnh không có nhiều cái lợi thế cạnh tranh về điều kiện tự nhiên so với các địa phương khác. Vì thế mà việc lựa chọn cái lĩnh vực ưu tiên để đầu tư là hoàn toàn hợp lý và nó phù hợp với cái thực tế của tỉnh ta hiện nay. Và xây dựng chính quyền điện tử và sắp tới là chuyển đổi số các ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh là một sự lựa chọn phù hợp, là giải pháp cần thiết để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Khi mà tỉnh xây dựng chính quyền điện tử thực hiện chuyển đổi số thì ai sẽ là người được thụ hưởng nhiều nhất? Kính thưa các đồng chí, khi mà tỉnh Hậu Giang xây dựng chính quyền điện tử thực hiện chuyển đổi số thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chính người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ là những người được thụ hưởng nhiều nhất. Thứ nhất, người dân và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ những kịp thời các thông tin về các cái hoạt động của tỉnh, từ đó tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội. Thứ hai, khi mà các dịch vụ công của tỉnh được đưa lên cung cấp trực tuyến và tích hợp thì người dân và doanh nghiệp có thể là thực hiện mọi lúc mọi nơi, đồng thời có thể theo dõi được cái quá trình hồ sơ của mình đã được xử lý như thế nào. Ngoài ra là người dân doanh nghiệp có thể là tương tác thuận lợi với cơ quan hành chính một cách dễ dàng thuận tiện mọi lúc mọi nơi, đồng thời có thể là theo dõi được kết quả mà cơ quan hành chính đã xử lý những cái phản ánh kiến nghị của mình như thế nào. Và việc mà khi mà thực hiện chuyển đổi số ở các ngành lĩnh vực thì sẽ nâng cao được cái chất lượng dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, từ đó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống kinh tế xã hội thì sẽ làm cho môi trường kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm, quy trình thì sẽ được đơn giản hóa, từ đó tỉnh sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ các doanh nghiệp khi mà vào địa bàn tỉnh để mà phát triển kinh tế. Kính thưa các đồng chí, thực tế thì khi mà triển khai xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chính quyền số cho cả nước trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực. Điều này khẳng định một lần nữa việc mà xây dựng chính quyền điện tử chuyển đổi số tại tỉnh Hậu Giang đây chính là một cái bước đi đúng và sẽ mang tính đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ này.
Và Hậu Giang là tỉnh đi sau, có nhiều cái điều kiện để chúng ta phải học hỏi được những kinh nghiệm của các địa phương đi trước. Và từ đó, cùng với việc mà chúng ta đã và đang triển khai thì cái ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, thì đây cũng chính là những cái nền tảng để chúng ta có thể đề ra những cái hướng đi, xây dựng những cái giải pháp để chúng ta thực hiện nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới. Và thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã làm việc để thực hiện nhiệm vụ này. Kính thưa các đồng chí, vào tháng 10 năm 2020 vừa qua, thì tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố các hệ thống thông tin trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Đây có thể xem là một mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của tỉnh Hậu Giang trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số, nhằm với mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và hệ thống mà thông tin bao gồm trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh, gọi tắt là EOC, đây chính là bộ não của chính quyền số, có nhiệm vụ quản trị trung tâm dữ liệu tỉnh, giám sát điều hành an ninh trật tự, quản lý thị trường và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ hai là trung tâm giám sát an toàn an ninh thông tin, gọi tắt là SOC, có nhiệm vụ giám sát, điều phối, xử lý sự cố an ninh mạng và đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan của tỉnh trên không gian mạng. Thứ ba là cổng dịch vụ công trực tuyến. Đây là cái cổng mà giúp người dân và doanh nghiệp có thể là nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến và cơ quan có thể xử lý hồ sơ thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng. Thứ tư là ứng dụng Hậu Giang. Tôi nghĩ đây chính là ứng dụng mà các đồng chí thấy phổ biến nhất hiện nay trên cái điện thoại thông minh của mình, các bạn. Hình bông hoa bị cắm. Đây chính là kênh tương tác giữa người dân, chính quyền và Internet, gồm có phản ảnh hiện trường, đặc trình, khám bệnh, xem định làm việc. Và gần đây khi mà dịch COVID đang bùng phát, thì tỉnh đã tích hợp thêm một phần mềm là theo dõi thông tin dịch COVID trên cái app ứng dụng Hậu Giang này, để mà giúp người dân của Hậu Giang có thể theo dõi được diễn biến dịch bệnh ở các địa phương trong tỉnh. Và thứ năm đó là tổng đài cải cách hành chính, giúp người dân phản ánh, giao tiếp với chính quyền qua số điện thoại và tài khoản Zalo giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Và cuối cùng là cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang, viết tên miền hậugiang.gov.vn. Đây là cổng thông tin của tỉnh và 42 cổng thành phần trong các sở ngành và các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Kính thưa các đồng chí, Hậu Giang mặc dù là địa phương đi sau trong cái việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số so với các tỉnh khác trong cả nước, nhưng mà vào tháng 3 năm 2021 vừa qua thì tỉnh chúng ta đã tổ chức lễ công bố trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công. Hậu Giang mặc dù đi sau nhưng là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc đưa ứng dụng công nghệ trí tạo vào phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua tổng đài giải đáp dịch vụ công trực tuyến qua số 1900 866 6859. Tổng đài này thì được ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói chính xác lên đến 95% và giải quyết những cái câu hỏi, những thắc mắc của người dân rất kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Và tổng đài này thì hoạt động 24/24 giờ, hoàn toàn là tự động, không cần bất người phải dẫn hành. Và cùng một lúc thì có thể là tiếp nhận 6.000 cuộc gọi, những câu hỏi, những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp. Thông thường thì trước đây chúng ta thường thấy khi mà người dân hay là doanh nghiệp muốn làm một thủ tục hành chính, muốn làm giấy tờ gì đó thì chúng ta phải đến cơ quan hành chính hay là một phòng một cửa để mà chúng ta liên hệ để xem là công việc này tôi phải làm, cái hồ sơ như thế nào, thủ tục nó có khó hay không và phí lệ phí ra sao và trong bao lâu thì tôi mới được cái trả được kết quả. Nhưng mà khi có tổng đài này, chúng ta yêu cầu điện thoại có chức năng nghe gọi lên tổng đài sẽ được giải đáp trước khi đến cơ quan công việc để mà thực hiện các thủ tục hành chính. Vì thế mà sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian. Kính thưa các đồng chí, nhận thức rõ yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định sự thành công của nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện đối số chính là nguồn nhân lực. Vì thế mà thời gian qua tỉnh đã có sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng cho yếu tố này. Về cái cơ chế chính sách chung thì tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh đang xây dựng nghị quyết về và cái chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang 5 năm giai đoạn 2021-2025 và sẽ hoàn thành trong thời gian tới.
Và chúng ta thấy là cái sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh về cái việc xây dựng nguồn nhân lực rất là chủ động. Điều này thể hiện ở trong cái văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, hay là cái nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ tỉnh và cái đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh được hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, thì đều xác định cái việc xây dựng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin là phải quan tâm và chú trọng. Đây chính là yếu tố quyết định sự thành bại cho xây dựng cái nhiệm vụ chính quyền điện tử trong nhiệm kỳ mới. Và việc chuẩn bị nguồn nhân lực bao gồm, thứ nhất, phải chuẩn bị những kiến thức, những kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, phải chuẩn bị những kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Rồi phải đào tạo, tập huấn những kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong cơ quan nhà nước, và phải đào tạo những kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin phục vụ cho thực cho việc thực hiện chuyển đổi số để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, hiện nay thì tỉnh cũng đang có cái chủ trương là sẽ thành lập cái tổ kỹ thuật về công nghệ thông tin, bao gồm các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của các sở ban ngành tỉnh và địa phương. Đồng thời, để nâng cao chất lượng đội ngũ về công nghệ thông tin để phục vụ cho việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của tỉnh Hậu Giang, hiện nay thì Sở Thông tin và Truyền thông cũng đang tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh có những cái cơ chế chính sách để mà thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại tỉnh. Thứ nhất, những cán bộ này có trình độ về có thể là về triển khai những cái kế hoạch về cái việc xây dựng cái chính quyền điện tử. Ngoài ra thì có thể là chuyển giao những cái khoa học kỹ thuật, những kiến thức để mà nâng cao những kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh, để cái nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử nó ngày càng dễ dàng hơn và nó thực thi hơn. Kính thưa các đồng chí, nhằm phát huy kết quả đạt được và tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và cái yêu cầu của công tác cải cách hành chính trong cái giai đoạn mới, thì vào ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành chương trình số 04 về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025. Theo đó thì mình tính đến năm 2025 đề ra là hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ba cấp được thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Thủ tục hành chính thì được cải cách cơ bản, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt lên trên 80%. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức thì có số lượng và cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của tỉnh. Rồi sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp cung cấp ở các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt trên 80% vào năm 2025. Rồi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các hành chính thì phải đạt trên 80%. Và triển khai cái mô hình thí điểm về chính quyền điện tử và đô thị thông minh ở thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh thì phấn đấu đến năm 2025, hai thành phố này sẽ trở thành đô thị thông minh của tỉnh. Để đạt được cái mục tiêu đề ra, đối với bản thân tôi thì xin đề xuất một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất là các sở ban ngành và địa phương phải cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác. Ngoài ra, chúng ta phải là chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng và đồng thuận, từ đó thực hiện các cái chủ trương của đảng, những cái chính sách thông tin về cải cách hành chính của nhà nước, tăng cường sự tham gia của ủy ban mặt trận, các cấp, các tổ chức trị xã hội, người dân và doanh nghiệp trong việc giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, cũng như là đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Rồi phải phát huy quyền dân chủ, thực hiện quyền giám sát của người dân đối với các hoạt động của bộ máy hành chính. Rồi tăng cường việc lấy ý kiến của người dân về xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ của các bộ công chức trong bộ máy chính quyền. Và phải lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, phải bố trí nguồn nhân lực và tài chính cho cải cách hành chính và thực hiện đúng các quy định về trao quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ cải cách hành chính. Đồng thời phải tăng cường đối thoại tiếp xúc với người đứng đầu các cấp ủy chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, cơ chế doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, huy động sự tham gia tích cực của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tích cực sự phản ánh kiến nghị góp ý về các dự thảo văn bản, các chủ trương chính sách để tăng tính phản biện xã hội. Kính thưa các đồng chí, mới đây thì vào trung tuần tháng 10 năm nay thì Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội thảo công bố báo cáo chuyển đổi số cấp bộ và cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Điều đáng phấn khởi là Hậu Giang và khu vực tỉnh phía sau, mặc dù chúng ta mới chỉ thực hiện chuyển đổi số trong năm đầu của nhiệm kỳ mới thôi, nhưng mà theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông thì tỉnh Hậu Giang xếp thứ 28 trong tổng trung trên bảng xếp hạng chung gồm 63 tỉnh thành phố và giữ vị trí số 26 ở trụ cột chính quyền số, vị trí thứ 18 ở trụ cột kinh tế số và vị trí thứ 35 ở trụ cột xã hội số. Và Hậu Giang là một trong 23 tỉnh thành phố đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tiếp mức độ 4. Thời gian vừa qua, Hậu Giang đã công bố 1.260 dịch vụ công, trong đó có 1.029 dịch vụ công áp dụng tại các tỉnh, 143 dịch vụ công áp dụng tại các huyện và 88 dịch vụ công được áp dụng tại các xã theo địa chỉ dịch vụ công.hậuggiang.gov.vn. Thì rõ ràng chúng ta đây giống như là một cái minh chứng để khẳng định một lần nữa, mặc dù là tỉnh còn nhiều, không có nhiều điều kiện cạnh tranh về kinh tế, điều kiện tự nhiên so với các địa phương khác, nhưng mà với sự quan tâm của tỉnh ủy, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp thì rõ ràng Hậu Giang đã có bước đầu, đã có những cái nỗ lực và đã thu ra những cái kết quả đáng phấn khởi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng khi mà tỉnh của chúng ta xây dựng chính quyền điện tử thì cái hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được nâng lên, thời gian của người dân sẽ được tiết kiệm và cái sự đồng thuận của người dân với chính quyền sẽ ngày càng được cao. Cùng với sự năng động và tiềm lực mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì Hậu Giang sẽ cố gắng hơn nữa trong cái việc đưa công nghệ thông tin phát triển lên một tầm cao mới và dùng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kính thưa các đồng chí, tôi trình bày vừa rồi cũng đã kết thúc cái phần hội nghị, kết thúc hội nghị của tôi và xin chúc các đồng chí luôn luôn sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng thí sinh Hoàng Nhân vừa hoàn thành xong phần thi thuyết trình của mình. Sau đây xin mời thí sinh sẽ cùng lắng nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo ạ. Xin cảm ơn thí sinh Hoàng Nhân, tôi và Nhân. Đây là lần thứ hai tôi nghe thí sinh thuyết trình về đề tài này mà vẫn còn nghe mới. Nó mới gì sao? Nó mới gì cái những cái vấn đề này hết sức là mới mà không phải ai cũng tiếp cận được, mà thí sinh tiếp cận rất sát. Vấn đề thứ hai là nắm rất những cái chủ trương, những cái quyết sách của tỉnh và cái quá trình, cái lộ trình thực hiện của tỉnh. Bây giờ tôi không biết mình phải học cái gì thì thôi cũng phải nhà thí sinh nói thêm. Và không riêng chỉ tôi, tôi cũng nghĩ còn rất nhiều người trong hội trường này với chính quyền số chuyển đổi số đồng bào dân dân còn rất là thành ra thôi, thí sinh giải thích thêm cho nói thêm cho ba vấn đề sau này. Vấn đề thứ nhất, hãy cho một khái niệm thật cụ thể là chính quyền điện tử rồi chuyển đổi số là gì, một khái niệm thật cụ thể. Thứ hai là trong những đề xuất của thí sinh, vậy theo thí sinh đề xuất nào là cần cấp bách nhất. Cái thứ ba, với người đang hoạt động lĩnh vực này, thí sinh phải làm gì? Được chưa?
Em xin cảm ơn câu hỏi của Mai Thanh Thảo. Sau đây em xin được trả lời câu hỏi của mình ạ. Theo em thì khái niệm theo em nghĩ là nôm na để cho mọi người có thể dễ hiểu và dễ nhớ về chính quyền điện tử và chuyển đổi số là gì. Thì chính quyền điện tử là chính quyền ở đó nhà nước sẽ quản lý, điều hành cái sự phát triển kinh tế xã hội, quản lý các cơ quan trên nhà nước cũng như là sự vận hành của các tổ chức bộ máy trên mạng xã hội số, dùng công nghệ thông tin để thực hiện cái công việc này. Và xã hội số, chính quyền số, đó là em hiểu cái nôm na để mà dễ hiểu nhất, đó là về chính quyền điện tử và xây dựng cái xã hội số. Là cũng là mình thì cũng là một cái xã hội ở đó chúng ta cũng dùng cái công nghệ thông tin để có thể trao đổi, giao lưu trực tiếp và có thể là chia sẻ những cái thông tin hoặc là mình giải quyết những cái vấn đề liên quan về các thủ tục hành chính hay là về những cái chủ trương của đảng nhà nước. Thì có nghĩa là chính quyền điện tử hay là cái chuyển đổi số thì phải dùng công nghệ thông tin để thực hiện. Và ở đó thì trên môi trường mạng tất cả các thao tác là chúng ta cũng đều thực hiện trên môi trường mạng và thông qua một cái tên miền của trang web hoặc là một cái app sử dụng trên điện thoại thông minh hay là ở trên cái máy tính của mình chẳng hạn. Và em hiểu nôm na như vậy để cho mọi người hiểu là gì ạ. Dạ, ý thứ hai mà mình muốn hỏi em thì trong các cái nhiệm vụ, các giải pháp mà em đề ra để mà xây dựng chính quyền điện tử và thị trường số trong nhiệm kỳ mới, thì em đi cái nhiệm vụ cấp bách nhất đó chính là phải đầu tư cái cơ sở trang thiết bị và nguồn nhân lực. Phải đầu tư cho hai yếu tố này thì công nghệ thông tin thì cái nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử thì nó có thể là mang lại nhiều hiệu quả tích cực hơn nữa. Và đối với em là một phóng viên hiện nay thì để làm gì để mà có thể phát triển được, góp phần phát triển được cái việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh của tỉnh, thì đối với bản thân em trước hết là một phóng viên cũng là một đảng viên cũng là một công dân, thì trước em phải tìm tòi học hỏi thêm những cái chủ trương về cái ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Có hiện nay khi mà thực tế em thấy là có những cái phần mềm ứng dụng mà hiện nay tỉnh đã triển khai và đã tuyên truyền rất là nhiều, và khi mà nếu mà thực hiện cũng rất dễ dàng thôi, nhưng mà người dân họ chưa có tiếp cận, họ chưa nắm được. Vì thế có những cái chủ trương, có những chính sách của đảng nhà nước khi mà được đăng lên những cái phần mềm, những cái cổng đó thì hầu như là người dân cũng chưa tiếp cận được. Vì thế mình sẽ giảm đi được cái hiệu quả của nó, của cái việc mà xây dựng cái mục tiêu này. Vì thế em sẽ ngoài cái việc mà em sẽ tự tìm và học hỏi thêm, tìm hiểu về những cái mô hình, những cái ứng dụng đó, thì em sẽ tuyên truyền cho mọi người trong gia đình, trong những đồng nghiệp của cơ quan hay là những cái hàng xóm xung quanh em. Và đặc biệt là với vai trò là phóng viên thì em cũng sẽ tuyên truyền có những bài viết đi sâu đánh giá thực tế những khuyết điểm hay là những cái bất cập nào đó hay là những cái thực trạng hiện nay về cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin hay là sử dụng người dân tiếp cận những cách dùng như thế nào, thì em sẽ có những cái phản ánh, em sẽ phát trên đài hoặc là em sẽ cộng tác với lại Hậu Giang hay báo Hậu Giang để mà nhờ các cơ quan báo chí này có thể thông tin đến trên các phương tiện truyền thông để mà làm tốt hơn công tác tuyên truyền về cái công việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ tới. Em xin hết. Xin cảm ơn thí sinh. Xin cảm ơn ban giám khảo. Xin chúc mừng thí sinh.